Xin chào quý vị các bạn và bà con. Hôm nay công ty Thế Giới Máy đi bàn giao máy khoan đất Takio cho bà con làm tiêu tại tỉnh Bình Phước. Trước mắt bà con là hai dòng máy khoan đất đẩy tay Takio TK3B và máy khoan đất cầm tay Takio TK2B. Hai dòng máy khoan đất này có thể khoan được đất cứng với đường kính mũi khoan từ 10 đến 30 cm, khoan một cách rất là dễ dàng. Hiện tại chúng tôi đang khoan nỗ ở tại vườn tiêu, đất trồng cây lâu năm, rất là nhiều rễ cây và cỏ, nhưng khoan cực kỳ dễ dàng với động cơ của máy lên tới 68cc. Bà con có thể xem thấy là mũi khoan và lỗ khoan, khoan rất là ngọt, đang khoan trên đất đỏ Ba Gian. Lỗ khoan đường kính 30 và sâu 80 nha mọi người.